Thưa quý vị và các bạn, Faycar vốn là phần mềm ứng dụng gọi xe qua smartphone của nhóm Startup Việt Nam được đưa vào sử dụng chính thức từ tháng 12 năm 2016. Tuy nhiên, ứng dụng Faycar chỉ thực sự được quan tâm khi bất ngờ xuất hiện thông tin một nhà đầu tư đến từ Đức quyết định đầu tư 400 triệu đô la Mỹ trong 6 tháng cho công tác hoàn thiện hạ tầng, giải pháp công nghệ, xây dựng bộ máy hoạt động và thương hiệu. 20% được giải ngân trong 4 tháng tiếp theo. Thương vụ Faycar lúc bấy giờ cũng được đánh giá là cú hích cho các nhà khởi nghiệp 4.0 khi thông tin quá trình thương lượng này được hãng tin Bloomberg, một hãng tin lớn của Mỹ, đăng tải. Sự việc tưởng chừng thuận chèo mát mái thì trên tài khoản Facebook được xác nhận là của ông Trần Thành Nam, người được cho là nhà sáng lập Faycar lúc bấy giờ, xuất hiện bài viết với thông tin cho rằng phía nhà đầu tư Đức đã lừa đảo và hoàn toàn không có bất kỳ kế hoạch khả thi cho việc đầu tư và phát triển Faycar. Dòng Facebook này ngay lập tức khiến cộng đồng khởi nghiệp 4.0 xôn xao, một số tờ báo đăng lại. Thế nhưng sau đó, bài viết của ông Trần Thành Nam trên Facebook cá nhân bị gỡ bỏ. Một số tờ báo cũng đăng bài đính chính với nội dung ông Trần Thành Nam, nhà sáng lập ứng dụng gọi xe Faycar, khẳng định với báo rằng nhà đầu tư Đức và Faycar chưa từng ký kết hợp tác đầu tư với nhau, đồng thời khẳng định nhà đầu tư Đức chưa hề lừa đảo ông Nam hay Faycar. Theo nhà đầu tư đến từ Đức, những thông tin đăng tải lên rồi rút xuống của ông Trần Thành Nam kể trên khiến họ bị tổn thất về danh dự, tài chính, kế hoạch kinh doanh trong thời điểm họ vừa gia nhập lĩnh vực công nghệ 4.0. Cũng theo nhà đầu tư đến từ Đức, ngay từ thời điểm kêu gọi hợp tác, ông Trần Thành Nam không được xem là người sở hữu hợp pháp của ứng dụng Faycar.